Má nổi tiếng được. Ồ, chào tất cả các bạn nha. Mình là Tây Văn đây. Hôm nay mình và Thanh Tú. Đi xin hàng. Hello. Mình là Thanh Tú, là một chuyến đi câu nha bạn. Đây là điểm câu của hai anh em mình nha. Đây là ở hồ nè, hồ Sơn Hòa nha các bạn. Đây đây đây, quay vô quay vô. Đây là màu má con tôm vậy, con tôm gì không có ăn rượu má con kia. Đây Thanh Tú. Thanh Tú giờ bung cần nha các bạn. Con bắn tôm rượu má đấy có ăn con kia. Điệp. Đây là góc của phong cảnh của hồ Sơn Hòa nha. Thì hai anh em mình làm bãi ngồi đây nha. Rồi. Đó. Thanh Tú bung cần nha các bạn. Hãy làm con cá lên 3 kg hả? Nhức nách hả không Thanh Tú? Hồ rất đẹp nha các bạn. Cá thì không biết có cá không mà đầu tư rất nhiều nha các bạn. Cá thì hồ này có các loại cá nha. Cá thì thấy đầu tư nhiều hơn nhiều ha. Thanh Tú đang chuẩn bị bung cần hai nha các bạn. Tôm hay đồ nướng mày đó. Tôm đó các bạn. Màu tôm nha và màu trùng nha. Màu trùng bung ra trùng Thanh Tú. Trùng tây. Bung trùng ra cái trùng ra nè. Ăn được không? Đó, trùng này nha các bạn. Đây. Chào khán giả anh Thanh Tú. Bây cá chào. Muộn không? Anh em đăng ký kênh cho mình, subscribe rồi cho mình có động lực rồi mình làm video tiếp theo nha. Mình bị béo. Hồ rất tự nhiên, rất đẹp, nước đồ trong veo nha các bạn. Thanh Tú chuẩn bị bung cần hai. Lần năm con tay xiền khác phải không đúng để móng con trùng là kiếm kéo rồi vô kiếm kéo chị em nào cũng nói sợ trùng đây hai anh em mình hai cần quay và hai cần tay nha kiếm kéo chị em nào sợ trùng đừng có vô không bỏ chuông rồi nè thưa ông câu chuyên nghiệp cần chuông đồ xây không phong cảnh này rất đẹp nha các bạn. Đây là Thanh Tú đang móc trung nha các bạn. Thanh Tú. Wow, móc trung thật kỹ vô, có cách móc trung sao? Giới thiệu cách móc trùng này Thanh Tú. Cái tầm trùng mới móc cái gì hả? Trùng mới móc hả? Ôi con khó đỡ vô nè. Det var helt forferdeligt.
quay vô bịch cái bóng kia rồi má đi câu cá xỉu cá lên cái bóng cái ăn đây càng cuối con người anh em mình đây là thằng Túc quay vô kia đồ má cắt không có người đi không anh phải bỏ ngay nhà đấy. Đây là thằng Tú nha. Trời hơi nắng xíu nha các bạn. Nhưng mà anh em mình sẽ nhiệt tình làm clip và cho anh em mình coi. Trời rất nắng nha các bạn. Nắng. Phong cảnh rất đẹp nha. Đó, phong cảnh rất đẹp nha mọi người. Còn đây là anh Thanh Tú đẹp trai. Quay lại quay bịch cống kia. Đi câu cá không sợ, sợ không cá nó cống kia. Còn đây là cá của anh em mình vừa câu nha. Mấy con cá bóng á. Đó tôi à. Từ đó cầm đó sao. Mấy cá bóng nha các bạn, chắc cũng bự. Chứ anh em mình nướng làm ra rai nha. Đây cũng một người chuẩn bị xuống buông cần câu nha. Tay thủ câu. Anh Túc. Nói tiếng này anh Túc. Cho. Rung mẻ đậu. Nó được cái mặt ra rung mẻ nè. Chỉ có cá mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Cá nha các bạn, giống lửa mình nướng hai anh em mình ra mấy con cá đó nha. Đây. Cá nha các bạn. Đây.
giờ câu nó bịp quá không có con nào nha các bạn. Đây cá này mình bữa câu được mấy con á. Đó, các bạn thấy không? Chờ cho anh em mình nhóm lửa nướng nha. Giờ nướng xem. Hả? Cây đâu nữa? Đỡ xí anh em mình nướng rồi. Mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Rồi, thấy đó. Trời muốn mưa rồi nha các bạn. À, chắc anh em mình câu một tí nữa mà không có cái anh em mình rút á. Đây thành viên mới ra nha các bạn. Đây, các chú cái con câu này ổng dính được mấy con nha các bạn. Không được lắm. Gì nó đụ má. Đây anh em nãy giờ nướng cá xong rồi nha các bạn. À, này anh em mình đây. Còn cắm cần cây nha anh em. Anh bảo đồ trẻ em sáng 7 triệu quay vlog nè. Hello. Chào anh. Hello anh Hoàng. Chào cái nè. Hello hello. Đây bịch mua ớt của máu dẻ đây. Anh Tú. Đã chưa các bạn? Đây bịch mua ớt của chỗ kim đây đây. Nói vậy. Cũng 6 giờ rưỡi đêm rồi nha các bạn. Chắc anh em mình thu cần về. Hôm nay bịp quá, không có dính con nào hết. Anh em subscribe và đăng ký kênh để anh em mình còn làm clip tiếp theo nha. Anh em mình dẹp về, cần anh em mình đây chắc cho anh em mình thu nha các bạn.